Cô khá đấy. Võ đại thiếu gia, chiến đấu không phải dựa vào vũ lực, mà là dựa vào cái đầu. Tôi biết anh không sợ mất mạng, nhưng trên chiến trường, nếu như anh nhất quyết muốn để bị mất mạng, đó không phải là dũng cảm, mà là ngu ngốc. Đứng dậy, đánh lại. Anh chỉ có thế thôi à? Cô đừng làm loạn đấy. Lại nào. Thử cái này đi. Phim được dịch thuyết minh. Đau quá đi thôi. Tại Yfim TV. Hôm nay tới đây là được rồi. Các cậu canh gác ở đây. Nếu có động tĩnh gì, nhớ khua chiêng đó. Vâng, được rồi. Đi thôi. Phim được dịch thuyết minh và lồng tiếng tại Yfim TV. Sao cô lại ở đây? Cô Ngô, cô không sao chứ? Hai người biết nhau à? Cô Ngô tỉnh lại đi. Ngô Ngọc Hà, cô không sao chứ? Nhanh nào, nhanh lên. Đều tại Ngô Ngọc Hà. Đêm đó nếu không phải vì cô ta, tôi sẽ không trắng tay như vậy. Ngô Ngọc Hà xuất hiện à? Có cần tôi dẫn người đi lục soát, bắt cô ta ra không? Tuyệt đối không được. Ngô Ngọc Hà này lại xuất hiện lần nữa. Chắc là vì vàng. Nếu chúng ta hành động tùy tiện, sẽ đánh rắn động cỏ. Không được cử động. Thật là trùng hợp, cả hai anh em đều ở đây. Trần Thiên Sơn, anh đúng là âm hồn bất tán mà.
Võ Hoàng Phi, không ngờ chứ gì. Đi. Đây là cái gì nhỉ? Vàng. Bao nhiêu? 18 tấn. Thật không ngờ rằng lão già nhà các anh lại để lại cho các anh một tài sản lớn như vậy. Ai muốn ra đi trước nào? Bớt nói nhảm đi. Muốn làm gì thì làm đi. Được. Không hổ là anh cả nhà họ Võ. Võ Hoàng Phi, tạm biệt. Phim được dịch thuyết minh và lồng tiếng tại iFilm TV. Anh Phi. Anh Phi, mau đi đi. Đi thôi. Đi, mau đi thôi. Đuổi theo. Hiệp ơi, A Hiệp. Anh Hiệp. Anh Hiệp à. Anh Hiệp. Cậu sao rồi? Anh Hiệp. A Hiệp. A Hiệp. Anh Phi, sau này tôi không thể bảo vệ anh được nữa rồi. Cậu đừng nói vớ vẩn. Cậu sẽ không sao đâu. Anh Hiệp, cậu sẽ không sao đâu mà. Anh Hiệp, anh phải cố lên. Anh Hiệp à. Anh Phi, tôi biết anh là người làm việc lớn. Chỉ là sau này tôi không thể ở bên anh nữa. Cậu đừng nói vớ vẩn nữa. Còn việc quan trọng đợi cậu làm đó. Có Hoàng Phong bên cạnh anh, chắc chắn sẽ thành công thôi. Tôi biết không phải người thường. Anh Hiệp. Anh Hiệp ơi. A Hiệp. A Hiệp. Anh Hiệp, anh tỉnh lại đi. A Hiệp. A Hiệp à.
Không sao chứ, sao bây giờ các người mới tới? Phim được dịch, Thuyết Võ Minh Hoàng Phi và lồng tiếng tại Yfim TV. Trần Thiên Sơn, anh ra đây cho tôi. Tội lỗi quá. A Di Đà Phật. Thả người ra. Nghe thấy không? Mau thả người ra. Các người bỏ súng xuống. Mau lên. Thả họ đi. Thả họ đi mau. A Di Đà Phật. Đi. Tội lỗi. Tránh ra. Đại Bảo, anh cẩn thận nhé. Đừng chĩa súng vào tôi. Tên ngốc kia. Tôi hối hận rồi. Sao tôi không lấy mạng anh ta từ sớm chứ? Anh, đại sư, có chuyện gì mà đến tìm tôi sớm thế? Hai ngày nay cô có gặp Võ Hoàng Phi không? Tôi cũng thấy rất lạ. Đã hai ngày rồi tôi không thấy hai anh em họ. Võ Hoàng Phi biến mất hai ngày rồi. Võ Hoàng Phong cũng không thấy đâu cả. Hơn nữa còn có một trận đấu súng ác liệt ở ngoại ô phía tây. Ý của cô là sự biến mất của họ có liên quan đến vụ nổ súng? Tôi nghi ngờ họ đã tìm ra manh mối của 18 tấn vàng. Thế này đi, cô chuẩn bị xe giúp tôi. Tôi sẽ tới chỗ Kamakura để hỏi thăm tình hình. Vâng. Ai ở ngoài đó? Là Tuyết Nhi. Bác sĩ Ngô, tôi mang bữa sáng đến cho cô. Vào đi. Chào cô Bảo Thi. Cô Bảo Thi tìm được thuốc mới cho Hoàng Phục. Tôi muốn đi xem với cô ấy. Cô cứ để bữa sáng lên bàn đi. Được. Đi thôi, cô Bảo Thi. Đi thôi nào. Tuyết Nhi phát hiện ra tôi rồi, cô ở lại khống chế cô ta. Tuyết Nhi. Tuyết Nhi ơi. Tuyết Nhi.
cháu đâu rồi? Tuyết Nhi ơi, cậu ơi, có chuyện rồi cậu ơi. Con nhóc này có chuyện gì mà hoảng sợ vậy? Phạm Bảo Thi với bác sĩ Ngô có vấn đề. Tuyết Nhi, con không được ăn nói linh tinh. Con không nói linh tinh đâu. Sau khi họ đi, con đã phát hiện một cây kim độc trong chân cài tóc của Phạm Bảo Thi. Kim độc. Con đã nghe đại thiếu gia nói về loại kim độc đó. Chú Trung với chú Nghĩa cũng qua đời vì chúng loại kim độc này. Lúc đó đại thiếu gia cầm kim độc đi khắp nơi tìm hung thủ. Nói như vậy, Phạm Bảo Thi với bác sĩ Ngô chắc chắn có vấn đề. Cậu à, không phải lão gia cũng bị bọn họ sát hại đấy chứ? Cũng có thể cô ta sát hại lão gia rồi dụ dỗ đại thiếu gia. Đồ yêu tinh. Đúng là đồ yêu tinh mà. Cậu à, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Tuyết Nhi, đừng nóng vội. Thế này đi, chúng ta đi tìm đại thiếu gia và nhị thiếu gia. Được, đi thôi. Các người muốn đi đâu? Chúng tôi đi đâu? Đó không phải là chuyện của cô. Muốn đi báo tin có phải không? Quản gia A Phúc thật là trung thành. Các người đúng là một lũ súc sinh. Các người làm chuyện thương thiên hại lý như vậy, sớm muộn gì đại thiếu gia cũng biết được thôi. Chỉ cần các người không nói thì đại thiếu gia không biết được đâu. Muốn tôi không nói, cô nằm mơ đi. Trừ khi các người xử tôi. Nếu không tôi. Cậu à, cậu ơi, rốt cuộc các người muốn thế nào? Rất đơn giản. Tôi có thể không xử ông ta, nhưng cô phải nghe theo tôi. Thái Hòa, một lát nữa dẫn theo vài người tấn công địch từ cạnh sườn. Nhị Cẩu, cậu dẫn thêm vài anh em dẫn dụ kẻ địch vào rừng. Kẻ địch đông, chúng ta phải núp để tấn công. Đã hiểu hết chưa? Hiểu rồi. Được, hành động thôi. Đi thôi. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Mạnh hơn đi. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Đánh cho tôi. Nhanh, tranh thủ thời gian.
các anh em, đừng có ở đây dây dưa nữa, dẫn dụ kẻ địch đến phía sau núi. Đại Bảo, đuổi theo. Và lồng tiếng tại Yfin TV. Được rồi. Chuẩn bị xong hết chưa? Đã xong hết rồi. Nhanh, ra khơi thôi, đi đi thôi. Hồ Hải. Anh,
Hoàng Phi, anh bình tĩnh đi. Điều quan trọng nhất bây giờ là vận chuyển 18 tấn vàng. Anh không thể bỏ mặc bọn họ ở đó được. Nếu anh không đi sẽ không kịp nữa đâu. Em buông anh ra. Kéo anh ấy lại. Nhanh lên. Đi thôi. Chuyện gì thế này? Đồ khốn. Chuyện gì thế này? Rõ ràng là tôi nhìn thấy. Tên khốn. Đây là số vàng mà anh tìm à? Số vàng đó nhất định đã bị đánh cháo. Kamakura, mau cho người đuổi theo. Đại bảo, cậu cũng nhìn thấy, có phải không? Tôi cũng nhìn thấy. Nhìn thấy thật đấy. Đuổi theo cho tôi. Nhìn đi. Khốn kiếp, bị bọn họ giành trước một bước rồi. Anh Thành, toàn bộ số vàng đã được đưa xuống lòng đất rồi. Các anh em đã bắt đầu đúc vàng. Được. Anh Thành, bên trong có an toàn không? Yên tâm đi. Nơi này vốn dĩ là một nhà kho bị bỏ hoang. Chỉ là đã nhiều năm không có ai ở thôi. Tần gia có lệnh muốn chúng ta canh gác ở ngoài suốt 24 tiếng, không cho bất kỳ ai đến gần. Cho nên mọi người cứ yên tâm đi. Muốn vận chuyển vàng từ nhà máy luyện kim đến bến sông Nam, phải đi từ Bắc xuống Nam, đi qua một nửa thành phố. Mà ở giữa khu vực này, hầu hết là khu vực nông dân sầm uất. Nếu muốn sử dụng xe tải lớn, sẽ rất dễ thu hút sự chú ý. Nhưng số lượng vàng này khá lớn, nếu không dùng xe tải thì không thể vận chuyển đến bến sông Nam được. Lần trước chúng ta vận chuyển vàng từ bến sông Nam đến nhà máy luyện kim, vì sự chú ý của kẻ địch đều tập trung vào chùa Long Ẩn, nên lần này kẻ địch chắc chắn đã đề phòng. Chúng ta không thể may mắn như vậy nữa. Tôi có một cách. Chính là để anh em của cô ấy hóa trang thành đủ thể loại người. Mỗi người mang theo một ít vàng, chuyển từ lò luyện kim đến bến sông Nam. Phương pháp này có vẻ đơn giản, nhưng dưới sự canh chừng nghiêm ngặt của người Nhật cũng có thể dễ dàng lọt qua, vì họ không thể cứ gặp ai cũng phải tra xét túi cả. Quả nhiên, kế hoạch này đã thành công mỹ mãn.
tạm ơn nhé. Vất vả cho anh rồi. Cảm ơn nhiều nhé. Ông già này, lại sao nữa? Đừng ồn ào nữa. Ông muốn gì? Tôi muốn đi tiểu. Tôi không nhịn nổi nữa rồi. Cậu có thể cởi trói cho tôi không? Tôi cảnh cáo ông, đừng có giở trò với tôi. Tôi thực sự không nhịn nổi nữa rồi. Chẳng lẽ cậu định để tôi vãi ra quần sao? A Phúc vẫn bị nhốt chứ? Đúng vậy, vẫn bị nhốt trong một ngôi nhà gần đây. Bây giờ là thời điểm quan trọng, tuyệt đối không được có bất kỳ sơ suất nào. Ý của cô là ngày mai chúng ta sẽ thu lưới. Người này đã trở nên vô dụng, giữ lại cũng là mầm họa. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn. Mau đi đi. Ông làm gì vậy? Ông giả to gan, dám chạy trốn hả? Cậu ơi, phim được dịch thuyết minh, cô đã sát hại cậu tôi. Tổ chức đã phê duyệt đề xuất cho Võ Hoàng Phi gia nhập đảng của chị. Em và Hoàng Phong bàn bạc với nhau xem khi nào là thời cơ thích hợp để chúng ta nói chuyện này với anh ấy. Vâng. Chị Hà, hành động ngày mai, em yên tâm. Chị sẽ ổn thôi. Được rồi, vậy em đi trước nhé. Đợi đã. Tối nay em không được về nhà họ Võ. Tại sao? Mặc dù chị nhận sai với Võ Hoàng Phi, nhưng trong lòng chị luôn nghĩ Phạm Bảo Thi có khả năng là đặc vụ ngòi ong. Nếu như Phạm Bảo Thi thật sự là ngòi ong, có khả năng cô ta đã phát hiện. Ngày mai chúng ta sẽ vận chuyển vàng ra ngoài. Làm sao cô ta biết được chứ? Anh ấy nói với cô ta sao? Không đâu, Võ Hoàng Phi sẽ không nói cho cô ta biết chúng ta làm gì đâu. Nhưng khi thăm dò anh ấy đã nói ngày mai anh ấy phải đi xa một chuyến, trận chiến ở chùa Long Ẩn. Kamaku ra dẫn người đến nhà máy luyện kim ở ngoại ô.
Những điều này cho thấy rằng người Nhật biết chúng ta đã tìm được vàng. Anh ấy nói với Phạm Bảo Thi như vậy. Cô ta chắc chắn sẽ nghĩ ra ngày mai anh ấy đi vận chuyển vàng. Đó là lý do chị kiên quyết không để Võ Hoàng Phi tham gia hành động. Anh ấy đi đến đâu tai mắt của người Nhật theo tới đó. Vậy chuyện chị không cho em về võ phủ có liên quan gì đến chuyện này không? Tất nhiên là có rồi. Làm sao chúng ta có thể tìm được bằng chứng chứng minh ngòi ong chính là Phạm Bảo Thi? Đêm nay chị sẽ lẻn vào võ phủ. Chị đã sớm phát hiện ra bác sĩ Ngô có vấn đề. Em nghĩ mà xem, bác sĩ Ngô là người mà Phạm Bảo Thi gài vào nhà họ Võ. Muốn bắt được đuôi hồ ly của Phạm Bảo Thi thì chúng ta phải ra tay từ bác sĩ Ngô. Chị Hà, em đi với chị. Không được, em không thể đi. Em đang có thai. Em lo cho chị. Đừng nói nữa. Chị mới là người có quyền quyết định, em nghe lời chị đi. Cô ta sao rồi? Cô ta lén lút đi theo tôi. Sau khi phát hiện tôi sát hại cậu của cô ta thì gào thét đòi liều mạng với tôi. Tôi không biết cô ta còn có ích với cô không, nên không ra tay trừ khử. Tôi chỉ đánh ngất cô ta rồi đưa về đây. Cô làm rất đúng. Vẫn chưa đến lúc xử cô ta. Chúng ta không thể để Võ Hoàng Phi phát hiện. Tối mai xử cô ta cũng không muộn. Vậy bây giờ xử lý cô ta thế nào? Sao các người lại hại cậu tôi? Tại sao chứ? Bởi vì ông ta không nghe lời, nên tôi phải lấy mạng ông ta. Nếu cô không nghe lời, tôi cũng sẽ lấy mạng cô. Cô là đàn bà độc ác. Tôi sẽ không giữ bất kỳ bí mật nào cho cô nữa đâu. Tôi sẽ nói tất cả những gì tôi biết cho đại thiếu gia. Tôi vốn không định lấy mạng cô. Nếu cô đã không biết điều như vậy thì tôi sẽ cho cô đi gặp cậu của cô. Ngô Ngọc Hà, cuối cùng thì cô cũng đến rồi. Phạm Bảo Thi, tôi biết ngay là cô mà. Tuyết Nhi, mau đưa Hoàng Phụ đi tìm đại thiếu gia đi. Mau đi thôi.
Tuyết Nhi, phim được dịch, thuyết minh và cô nói đi. Tại E-Film TV. Hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Cô nói đi. Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Cô nói đi. Tuyết Nhi, cô nói cho tôi biết đi. Là Phạm Bảo Thi hại cô ấy. Phạm Bảo Thi với bác sĩ Ngô vẫn luôn theo dõi các anh. Kim độc của cô ta chính là loại kim độc đã đoạt mạng chú Trung và chú Nghĩa. Sau khi tôi phát hiện ra, tôi muốn nói cho các anh biết, nhưng họ đã bắt cậu tôi để uy hiếp tôi. Nếu tôi không nghe lời họ, họ sẽ lấy mạng cậu tôi. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tôi có lỗi với các anh. Nếu tôi nói với anh rằng Phạm Bảo Thi không hề ở trong tù, anh sẽ nghĩ gì? Cô muốn nói gì? Cũng phải có bằng chứng mới được. Phạm Bảo Thi vì đoàn làm phim đã tự đưa mình vào thế khó, vậy mà chúng ta lại nghi ngờ cô ấy. Đừng nghi ngờ lung tung nữa. Phạm Bảo Thi cô ấy đã đáng thương lắm rồi. Cô không thấy làm vậy quá tàn nhẫn sao? Ngoài ông, tôi sẽ lấy mạng cô. Anh bình tĩnh lại đi. Chúng ta sẽ báo thù cho chị Hà, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Phạm Bảo Thi vẫn luôn theo dõi chúng ta. Bây giờ chắc là cô ta đã biết kế hoạch ngày mai của chúng ta rồi. A Phi, cậu phải bình tĩnh. Chúng ta nên nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Phạm Bảo Thi đã bại lộ thân phận. Rất có khả năng cô ta dẫn theo người tới bến sông Nam tìm vàng. Đúng đó. Chúng ta phải mau chóng đưa vàng ra khỏi bến sông Nam. Nhưng đang lúc nửa đêm thì chuyển đi đâu được chứ? Hoàng Phong, em đi tìm Trần ra đi. Ý của anh là chuyển vàng đến bến cảng Trần Gia. Đây là cách duy nhất. Chỉ cần không cho người Nhật biết vàng ở bến sông Nam, chúng ta sẽ có cơ hội vận chuyển vàng ra ngoài. Được. Bây giờ em sẽ đi nhờ ông Trần giúp. Anh bình tĩnh lại nhé. Anh không sao, anh nhất định phải bình tĩnh. Anh bình tĩnh rồi, anh bình tĩnh rồi đây. Không sao, anh ổn mà. Hoàng Phong, chuyển vàng ra ngoài là tâm nguyện lớn nhất của Ngọc Hà. Em biết rồi mà. Chúng ta nhất định phải giúp cô ấy hoàn thành. Em hiểu mà anh. Đi đi, em mau đi đi. Anh Thành, anh mau đi tìm Tần ra đi. Nói với cô ấy chuyện này. Cứ nói rằng tôi sẽ đem vàng chuyển tới bến cảng Trần Gia. Tôi sẽ nhanh chóng tập hợp với mọi người. A Phi, nghe anh Thành. Phải bình tĩnh. Tôi bình tĩnh rồi, yên tâm đi. Hành động. Em nhanh lên. Anh ơi, xuống đây.
Súng máy sao, hỏa lực mạnh. Được thôi, anh đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng bắn nhé. Vâng. Em dùng cái này hả? Đúng vậy. Được thôi. 1, 2, 3. Còn bao nhiêu phút nữa? Em quên rồi. Chúng ta mau chạy đi. Phim được dịch, thuyết minh. Báo cáo thiếu tá, thuyền phía trước đã dừng lại. Võ Hoàng Phi, tôi xem cậu còn có thể chạy đi đâu. Các người lái thuyền đến đó. Nhanh, nhanh lên, nhanh nào. Tấp vào đó. Nhanh lên nào. Con mụ Nhật Bản này đã đến thương hội tìm Kamaku ra sao? Cô ta vừa vào trong một lát, Kamaku ra liền vội vã chạy ra. Một lúc sau cô ta cũng bước ra. Tôi đi theo cô ta, thì cô ta lại đến chỗ chúng ta. Cô ta tìm Kamaku ra làm gì? Tôi biết anh sẽ quan tâm đến chuyện này, nên tôi đã bảo tài xế đi theo anh ta. Cậu thông minh đấy. Kamaku ra đi đâu thế? Kamaku ra đến bến sông Nam. Anh ta lên một chiếc thuyền đánh cá. Sau đó Võ Hoàng Phi cũng ra biển luôn. Kamaku ra liền đuổi theo anh ta. Khởi động xe. Anh ơi, người phụ nữ Nhật Bản đó vẫy tay kìa. Đi theo cô ta. Nhanh lên. Anh Thành, có người đang theo chúng ta suốt đường đi. Có vẻ là có người muốn kiếm chuyện với chúng ta rồi. Cậu báo với các anh em ở xe trước, dừng lại ở khúc cua. Dạ. Dừng lại. Cô Kazumi, bây giờ chúng ta làm gì? Bảo các anh em tấn công từ hai phía. Cậu mau đi sắp xếp. Dạ vâng. Mọi người, đi theo tôi. Nhanh lên. Các anh em, cầm vũ khí lên cho tôi. Thay vì bị họ bám đuôi, sao chúng ta không xử họ luôn? Chỉ cần vài người canh chừng vàng thôi. Những người khác đi theo tôi. Chúng ta đi thôi.
đi thôi. Bắn họ cho tôi. Sửa hết họ cho tôi, đừng cho ai sống đến ngày mai. Đúng rồi, là số vàng đó. Tất cả đều ở đây hết. Anh là làng gì thế? Anh tưởng số vàng này đều là của anh sao? Tôi nói các người nghe, số vàng này đều thuộc về đế quốc Nhật Bản. Không ai được động vào nó hết. Đế quốc Nhật Bản. Tôi và anh em của tôi liều mạng để giành lại số vàng này. Cô không có chút biểu hiện gì sao? Anh muốn cái gì? Không phải tôi đã hứa với anh rồi sao? Chỉ cần anh và các anh em của anh giúp tôi chuyển số vàng này ra khỏi đây an toàn, tôi lập tức ra tay giúp anh làm một chuyện. Tài sản của nhà họ Trần, tôi muốn. Vâng, tôi muốn một nửa. Được thôi. Các anh em, lái xe tải đi. Sau khi về tôi sẽ thưởng cho các anh em. Vâng. Ngày 13 tháng 8 năm 1937, chiến tranh bùng phát. Cha ơi, Vân Vân, sao con xuống đây? Bên ngoài đang có chiến tranh phải không? Đúng vậy con, người Nhật cuối cùng cũng ra tay rồi. Những người Nhật này cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Mấy thằng khốn này. Hoàng Phong, em mau về nhà đi. Anh ơi, anh đi đâu thế? Anh đi đánh người Nhật. Tần gia, hãy bảo trọng. Đã đến lúc xử người Nhật rồi. Xử người Nhật. Cha phải làm gì đó mới được. Cha. Vân Vân, con cứ ở nhà đừng đi đâu đó. Cha đừng đi. Bên ngoài quá nguy hiểm, cha không được đi. Hôm nay hai người không được đi đâu hết. Tự do của tôi cũng không có sao. Thực sự không còn nữa. Phim được dịch cha, Minh và Lồng không sao. E-phim TV.
Anh Thiên Sơn, anh tỉnh lại đi. Anh đừng giúp người Nhật Bản nữa. Anh sẽ không có kết cục tốt đâu. Anh, cha, còn có em nữa. Chúng ta mới là người một nhà mà. Cha, xin lỗi Long Gia, thiếu gia đã dặn. Tránh ra, ông không được ra ngoài. Long Gia, Lão Vinh, chú Vinh, Lão Vinh. Lão Vinh, chú Vinh, Long Gia. Tôi cố. Hết sức rồi. Cố hết sức rồi. Lão Vinh, chú Vinh, Lão Vinh. Chú Vinh. Cha. Cha ơi, cha đi đâu thế? Cha tìm cái tên xúc sinh Thiên Sơn đó. Cha ơi, cha cẩn thận nhé. Anh không sao chứ? Anh ổn chứ? Các người qua bên kia. Đáng ghét. Đàn bà đáng ghét. Đồ khốn. Cô gái. Cô gái à? Phim được cô ổn không? Và lồng tiếng tại tôi ổn. Tôi. Ông Trần. Sao lại là ông? Cô là. Tôi là Tống Cầm, vợ của Hoàng Phong. Cô là người nhà của Hoàng Phong mà. Tôi đưa cô về nhà. Không cần. Ông đi xử bọn người Nhật đi. Ông xử càng nhiều người Nhật thì chúng ta càng an toàn. Cô chú ý an toàn nhé. Tôi biết rồi. Được thôi. Ông cẩn thận đấy. Dọc theo tuyến đường đã định sẵn, các người hãy đốt pháo hoa, quân Nhật sẽ theo đó mà tấn công. Các người hiểu chưa? Dạ hiểu. Hành động. Nhanh lên, các người nhanh lên.
Cậu... Phim được dịch, Thuyết Minh đừng nói nữa. Tại E-Kim TV. Ông mau rời khỏi đây đi. Cậu không sao chứ? Không sao, vẫn chưa ngủ. Có cần tôi đưa cậu về nhà không? Không cần, tôi tự về được. Tôi phải tìm tên xúc sinh Thiên Sơn đó. Chúng ta việc ai nấy làm. Ông cẩn thận đấy. Cậu cũng vậy. Sao vậy đại đội trưởng? Có gì đó sai sai. Sao lại yên tĩnh thế này? Không phải là có mai phục đó chứ? Vào rừng đi, mau lên. Bị phát hiện rồi. Xông lên. Có thấy Võ Hoàng Phi không? Hả? Hả cái quái gì? Tìm Võ Hoàng Phi đi. Không nhìn thấy. Tìm đi. Võ Hoàng Phi, bắt lấy tên cán bộ đó. Đó là người mà thiếu tá Kazumi cần. Lão Vu, gặp mai phục rồi. Cậu dẫn người mau rút lui đi, tôi sẽ yểm hộ. Chúng tôi yểm hộ, anh rút trước đi. Bớt phí lời đi. Sau khi rút lui thì tập hợp ở cảng Lưu Gia, mau lên, làm theo mệnh lệnh, rõ. Ta mau, cậu dẫn người của cậu đi theo tôi, rõ.
Mau, rút lui. Đừng để chúng chạy thoát, mau đuổi theo. Chúng sắp đuổi kịp rồi, mau rút lui, rõ. Mau lên nào. Mau lên. Rút. Đại đội trưởng, làm sao bây giờ? Chạy đi. Chạy tiếp đi. Liều mạng với họ. Anh nói gì cơ? Thuyết minh và lồng tiếng tại y phim Võ Hoàng Phi trầu trời rồi. Võ Hoàng Phi ngoan cố chống trả, bị chúng tôi ép lui về phía bờ sông. Anh cố ý lấy mạng anh ta đúng không? Nói. Cô Kazumi, súng đạn không có mắt. Nhiều người bắn cùng lúc như thế, tôi thật sự không biết ai đã bắn trúng anh ta. Good. Cút ra ngoài. Nghe tin Võ Hoàng Phi bỏ mạng, Kazumi Kazuko không những không vui, ngược lại còn cảm thấy buồn bã. Bản thân cô ta cũng không rõ tại sao lại như vậy. Là bởi vì cô ta yêu người đàn ông này, hay là vì chính bản thân cô ta chưa bao giờ chinh phục được người đàn ông này nên cảm thấy tiếc nuối. Võ Hoàng Phi, tôi hy vọng anh vẫn còn sống. Bái lễ lần một. Bái lễ lần hai. Bái lễ lần ba. Người này tên là Phạm Bảo Thi. Tên thật của cô ta là Kazumi Kazuko, là gián điệp Nhật Bản ẩn nấp ở Thượng Hải. Đối với người Nhật, cô ta là đóa hoa của đế quốc. Chính tay cô ta đã sát hại rất nhiều anh em của chúng ta và hại vô số đồng bào của chúng ta. Bây giờ Thành Đầu Đá đã hy sinh, Bạch Hồng cũng vậy, Võ Hoàng Phi cũng thế, nhưng chúng ta vẫn còn sống. Báo thù, phải báo thù, nhất định phải báo thù, quyết tâm báo thù. Được, thù này không báo, tôi có lỗi với những người anh em đã mất của tôi. Chỉ cần chúng ta còn một hơi thở, chỉ cần có một người trong chúng ta còn sống, chúng ta nhất định phải tiêu diệt người phụ nữ này.
Tần gia, cô nói đi. Cô muốn chúng tôi làm gì? Tôi muốn mọi người tận dụng các mối quan hệ, nhờ vào bạn bè thân hữu, nghe ngóng tin tức. Chúng ta phải tìm ra người phụ nữ này. Dù có đào ba thước đất, cũng phải tìm ra cô ta. Rõ. Chúng ta đánh hay lắm. Người còn trận địa con. Người còn trận địa con. Người còn trận địa con. Đi với tôi một chuyến nào. Nguyên Phong, chúng ta là bạn cũ. Bạn cũ gặp nhau, phải chào hỏi chứ. Cô Kazumi, những điều mà cô bảo tôi làm, tôi đã làm xong rồi. Xin cô thả tôi đi đi. Với tài năng của anh, còn có thể làm rất nhiều việc cho Hoàng Quân. Cứ như vậy mà thả anh đi, không phải sẽ đáng tiếc sao? Nhưng tôi không muốn làm nữa. Tôi cung cấp tình báo cho cô. Người bị hại đều là anh em của tôi. Lẽ ra anh nên nghĩ đến chuyện đó sớm hơn. Nhưng cô đã nói, thứ cô muốn là vàng. Là vàng, chứ không phải lấy mạng của người khác. Không lấy mạng người khác thì làm sao lấy được vàng? Trung Quốc các người không phải có câu này sao? Một tướng thành công vạn người bỏ sát. Chỉ mới có mấy người trầu trời mà anh đã làm quá lên rồi. Họ là anh em của tôi, nhưng tôi đã phản bội họ. Tôi có còn là con người nữa không chứ? Chỉ cần Tần gia biết là do tôi làm. Tôi. Đúng vậy. Nếu Tần gia biết được, thì cô ta vẫn còn coi anh là anh em sao? Nhưng những chuyện này là do cô ép tôi làm. Muộn rồi. Người cũng không còn nữa rồi. Không sai. Người là do tôi hại, nhưng vì anh mà bị hại. Nếu Tần gia biết, cô ta sẽ tha cho anh sao? Bây giờ anh chỉ có thể thành thật hợp tác với chúng tôi thôi. Dưới sự bảo vệ của chúng tôi, anh mới có thể sống an toàn. Không. Từ nay về sau, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì cho các người nữa. Tôi khuyên anh, đừng rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Cô lấy mạng tôi đi. Tôi sẽ đền mạng cho những người anh em đã mất. Không muốn sống nữa sao? Không dễ như thế đâu. Các người định làm gì? Cái này là virus mới được chế tạo bởi Hoàng Quân của chúng tôi. Khi đưa nó vào trong cơ thể, một phản ứng hóa học tuyệt vời sẽ xảy ra. Thả tôi ra.
thả tôi ra đi. Làm ơn đi mà, hãy thả tôi ra đi. Súc sinh, đồ súc sinh. Chúc mừng anh nhé. Loại đãi ngộ này không phải ai cũng có thể hưởng thụ được đâu. Tính cả anh thì chỉ có 10 người được trải nghiệm nó. Nguyên Phong, chúc mừng anh nhé. Yên tâm đi, anh không trầu trời ngay đâu. Cứ từ từ tận hưởng sự thống khổ mà loại virus này gây ra cho anh. Gì cô? Tôi xin cô. Thuốc giải. Cho tôi thuốc giải đi mà. Tôi cầu xin cô đó. Tôi đồng ý với cô. Cái gì tôi cũng đồng ý với cô. Tôi sẽ làm mọi thứ cô muốn. Đây là thuốc giải. Sau khi uống vào, anh có thể trở lại bình thường ngay lập tức. Nhưng còn phải xem biểu hiện của anh thế nào nữa. Tôi đồng ý với cô. Tôi đồng ý với cô mà. Tần gia định làm gì? Tần gia đang lên kế hoạch lấy mạng cô. Kế hoạch gì? Cô ta ra lệnh cho mọi người truy tìm tung tích của cô. Tôi đã nói với cô tất cả những gì tôi biết. Thuốc giải. Mau đưa thuốc giải cho tôi. Thông tin này có đáng tin không? Một người anh của tôi làm đầu bếp ở khách sạn Hoa Viên. Anh ấy biết chút ít tiếng Nhật. Những thông tin này anh ấy tình cờ biết được. Khi nghe hai sĩ quan Nhật nói chuyện với nhau, tôi nghĩ sẽ không sai đâu. Được. Cơ hội này chúng ta tuyệt đối không được bỏ lỡ. Tập hợp các anh em. Tôi muốn nhanh chóng lập kế hoạch hành động. Vâng. Hãy giao nhiệm vụ này cho chúng tôi. Chúng tôi có thể mai phục trên tuyến đường Kazumi Kazoko tới khách sạn. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ cầm đầu cô ta đến gặp cô. Không được. Tôi không muốn để Kamizu Kazoko biến mất một cách lặng lẽ như thế. Muốn làm thì phải làm cho tưng bừng luôn. Tưng bừng. Tần gia, ý của cô là người Nhật mở tiệc mừng cho Kazumi Kazoko, vừa là đề bạt vừa là trao huân chương. Cô ta là đầu sỏ sát hại anh em chúng ta. Không thể để cho các anh em bỏ mạng oan uổng được. Cho nên chúng ta chỉ cần lấy mạng của con mụ ác độc này là đã báo được thù. Không được. Tôi không những muốn mạng cô ta, mà tôi còn muốn xử cô ta trước mặt các tướng lĩnh của Nhật Bản. Tôi muốn cả Thượng Hải nghe thấy phát súng này. Phải để mọi người trên khắp Trung Quốc và thế giới nghe thấy. Được. Chúng ta sẽ lấy mạng cô ta trong bữa tiệc mừng của cô ta. Tần gia, lần này cô đừng đi. Tôi dẫn đội là được rồi. Không được. Lần này tôi phải tự mình dẫn đội. Tôi sẽ tự tay lấy mạng người phụ nữ này. Đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Xuất phát. Vâng. Lên xe. Nhanh nào.
cô Kazumi. Sao lại đưa tôi đến đây? Không phải bây giờ chúng ta nên ở bữa tiệc mừng sao? Tướng quân, bữa tiệc hôm nay tôi sẽ sắp xếp một chương trình đặc biệt cho ngài và các khách mời thưởng thức. Những người dưới kia đều do các tinh anh của đế quốc ta cải trang thành. Cô Kazumi định diễn kịch gì cho tôi xem vậy? Tướng quân, chắc ngài biết, kịch hay thì phải chờ đến phút cuối. Hoa của đế quốc ta sẽ biểu diễn như thế nào đây? Tôi rất mong chờ. Sao tôi cảm thấy hôm nay có gì đó không ổn? Sao vậy? Theo quy định của người Nhật, khi tham gia những bữa tiệc như thế này, không được phép đem theo vũ khí. Nhưng cô nhìn xem, ai cũng có vũ khí trên người. Hoàng Phong, anh không sao chứ? Không sao, em nhìn này, anh vẫn ổn mà. Không sao rồi. Anh biết anh đã làm mọi người lo lắng. Đều tại anh. Không tìm được ai để báo tin cho mọi người. Không sao rồi. Em làm gì mà vội vậy? Đúng rồi anh à, Tần gia gặp nguy rồi. Tần gia, Tần gia, tình hình không đúng nhưng lại có vẻ hợp lý. Có mai phục, cầm lấy vũ khí. Bé ba, Tần gia, mau đi đi. Tần gia, Nguyên Phong,
Xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Tần gia, Tần gia. Nguyên Phong, cố thêm chút nữa, gắng gượng lên, tôi đưa cậu đến bệnh viện ngay. Cố lên Nguyên Phong, anh cố lên. Cứ kệ tôi. Tôi có lỗi với Tần gia. Đừng nói nữa, lái xe mau lên. Xin lỗi anh em. Là tôi đã bán đứng họ. Cái gì? Bức thư đó là anh nhét trước cửa nhà chúng tôi. Tôi bán mạng cũng không đền hết tội. Tôi, nếu không phải do tôi thì Tần gia đã không bị họ sát hại. Còn vàng, bí mật về vàng cũng được tôi tiết lộ. Anh nói gì? Chuyện vận chuyển vàng cũng là anh tiết lộ sao? Con đàn bà độc ác đó, Cô ta đã lấy Kamaku ra làm bia đỡ đạn. Cô ta cấu kết với Trần Thiên Sơn đi cướp vàng. Người vừa rồi chính là đại bàng mà cô nhắc tới sao? Vâng, thưa tướng quân, hắn không dễ khuất phục lắm đâu. Tướng quân cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến hắn trở thành chim đại bàng của đế quốc Nhật Bản. Tốt lắm. Người đâu? Cô Kazumi Kazoko, chúc mừng cô được thăng chức thành trung tá. Mai Lan ơi, Mai Lan à, Mai Lan, anh yêu em. Các cô gái, tôi đã quay lại rồi đây. Võ thiếu gia, chúng ta uống với nhau được không? Được chứ? Được, nào, chúng ta chơi một trò chơi mới nào. Nào, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, phim được dịch, thuyết minh và 3, tiếng tại iFilm TV. 4, 5, nào, cô uống trước đi. Mai Lan ơi, Mai Lan à, Mai Lan, anh yêu em. Võ thiếu gia, em yêu anh, nói hay lắm. Nào, đến lượt cô. Mai Lan ơi, Mai Lan à, Mai Lan, anh yêu em. Võ thiếu gia, em yêu anh nhất. Võ thiếu gia rất thích nghe câu này, cạn ly. Ngoan, làm gì vậy? Cô gái này tôi chưa từng gặp. Người mới à? Cô làm gì vậy? Võ Hoàng Phi, anh nhìn cho rõ, tôi là vợ anh. Thật này, bà vợ già, im đi. Anh đã nhìn rõ chưa? Tôi không phải là gái bán hoa bên cạnh anh. Cô nói ai là gái bán hoa chứ? Đúng là không biết nói chuyện. Đừng nói vớ vẩn, đây đều là bạn tôi. Nào, để tôi giới thiệu nhé. Đây đều là bạn gái của tôi. Đúng không? Đúng vậy. Những người như các cô không phải chỉ muốn tiền thôi sao? Cầm lấy đi. Sao cô cứ làm phiền tôi thế? Đi, làm gì vậy? Anh theo tôi về. Nhất định phải nhớ,
Trong cuộc hôn nhân bất hạnh này, chúng ta ghét nhau như nước với lửa. Cho nên lúc mắng không cần để mặt, lúc đánh không cần nương tay. Em hiểu chưa? Em sợ em không làm được. Em bắt buộc phải làm như vậy. Nếu em để lộ sự do dự và thương hại, thì kẻ thù sẽ phát hiện chúng ta diễn kịch. Bao nhiêu công sức của chúng ta sẽ thành công cốc. Đừng có lôi áo tôi. Cô dám đánh tôi? Tôi cho cô đánh tôi à? Đừng có ở đây làm tôi mất mặt nữa. Good. Bây giờ bến tàu đang phối hợp điều tra với người Nhật. Toàn bộ mọi người ra ngoài, đi tìm tên đốn mặt Võ Hoàng Phi. Đánh cậu ta mất mạng cho tôi. Xảy ra án mạng, Trần Bá Long tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Võ Hoàng Phi, Long Gia nói rồi, để anh em chúng tôi dạy cho tên xúc sinh như anh một bài học. Thuộc hạ của cha không biết sự thật, ra tay không nương tay. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, anh Hoàng Phi sẽ mất mạng mất. Đừng hành động theo cảm xúc. Diễn cũng đã diễn rồi, còn có thể rút lui giữa chừng sao? Chúng ta phải tin vào phán đoán của Hoàng Phi. Bây giờ những gì chúng ta phải làm chính là phối hợp với thằng bé để diễn tốt vở kịch này. Nhưng vở kịch cũng đã diễn tới đây rồi. Kazumi Kazoku cũng không ra tay cứu anh ấy. Kazumi Kazoku rất thận trọng. Cô ta không dễ tin anh ấy như vậy đâu. Long Gia, truyền lời của tôi xuống, bảo tất cả các anh em nhìn thấy Võ Hoàng Phi đánh không tha. Rõ. Cha, cha không được làm như vậy. Chúng ta buộc phải làm như thế. Chúng ta chỉ có thể đặt cược một lần. Nhưng, vân vân, tin tưởng anh cả, mưa bom bão đạn anh ấy cũng vượt qua được. Lần này, anh ấy nhất định sẽ vượt qua thôi. Trung tá Trần Bá Long đã phát lệnh truy sát. Nhìn thấy Võ Hoàng Phi đánh không tha. Giờ anh ta thế nào? Nghe nói, bây giờ anh ta đang chạy trốn từng phút. Trên người có rất nhiều vết thương. Anh ta không thể ở lại khu tô giới chung, nên đã trốn đến khu tô giới Nhật của chúng ta. Theo dõi hành tung của anh ta, đặc biệt là những nơi gần hiệu thuốc và bệnh viện. Anh ta bị thương, chắc sẽ tới đó. Vâng. Trung tá, nếu cứ tiếp tục như thế, Võ Hoàng Phi sẽ bị đánh mất mạng đó.
Trung tá, cái này được tìm thấy trên người Võ Hoàng Phi. Sự chuẩn bị cẩn thận của Võ Hoàng Phi cuối cùng cũng có hiệu quả. Lúc này đây, mặc dù chỉ là một tấm áp vích, nhưng lại gợi lên hồi ức trước kia của Kazumi Kazoko. Võ Hoàng Phi mất mạng là chuyện tốt của chúng ta. Sao cô lại cứu anh ta? Anh đang dạy tôi đấy à? Tôi đang nhắc nhở cô thôi. Võ Hoàng Phi anh ta không thể nào dễ dàng sùng bái dưới váy cô như thế được. Nếu có một ngày anh ta thật sự làm như vậy, vậy thì chắc phải có âm mưu nào đó. Im đi. Bớt quan tâm đến chuyện của tôi đi. Nên làm thế nào? Trong lòng tôi biết rõ. Không phải anh vẫn luôn thích Trần Vân Vân sao? Bây giờ cô ta trở về với anh rồi đó. Sau khi phim bắt đầu được 5 phút, trong thời gian này, không cho phép bất cứ ai tiến vào. Vâng. Xin mời. Tôi có bất ngờ cho anh. Tôi rất mong chờ. Cô Kazumi Kazoko, chúc mừng cô thăng lên hàm trung tá. Phim của tôi hay không? Hay lắm. Phim được dịch tất cả đã là cố nhân tiếng tại Yfim TV. Thật sự tôi vẫn có chút nhớ họ.
Mở ra. Anh Võ à, anh muốn đi đâu? Không biết gần đây có cửa hàng hoa nào không? Tôi muốn mua hoa. Còn cô Kazumi? Đừng nói với cô ấy. Tôi muốn tạo bất ngờ cho cô ấy. Được, chúng tôi sẽ đi với anh. Được.